Trời đất ơi, lúc nào tôi về tôi phải kêu réo vậy đó. Ủa mà chị đi đâu mà mua đồ nhiều dữ vậy? Cái này đẹp quá nè chị. Son Yurika. Chăm lấy màu này nha, cái này màu đẹp nè. Son màu đỏ, hương hoa bách hợp. Đẹp quá. Hey, nó hương hoa ly đi, cho nó việc hóa xíu nữa không? Đâu đâu đâu. Đưa, đưa, đưa đây. Nhiều chuyện quá, đâu phải của hai cô. Thấy mấy tay chân. Chị Vy, tối hôm qua chị nói là hôm nay Hơ Sen sẽ quay lại. Vậy sao giờ này chưa thấy Hơ Sen đâu nữa? Là Hơ Sen. Dạ, em kính cẩn nghiêng mình chào chị Vy. Ủa, chứ không phải là chị Hơ Sen hả? Cái này là Hơ gì đấy chị? Dạ thưa chị Vy, em tên là Lượng, đồng nghiệp của chị Hờ Sen trong cộng đồng Oxin Quốc Dân á chị. Cộng đồng Oxin Quốc Dân là gì chị? Từ từ sẽ biết. Nghe nói sắp tới á có phim về Oxin Quốc Dân á, nhớ coi nha. À, Hờ Sen có gửi hình của em cho chị rồi. Dạ. Ở ngoài nhìn xinh hơn ha. Dạ. Ủa mà cưng, em làm được việc nhà không? Dạ biết chứ. Từ miền Tây sông nước, gạo trắng nước trong. Em là đồng nghiệp của chị Hờ Sen, chắc chắn là em sẽ làm tốt. Chị, em thấy á, chị này á, đẹp hơn chị Hơ Sen nè. Mà còn nói chuyện dễ nghe hơn chị Hơ Sen nữa. Mà không biết làm sao thôi à, bây giờ chị cho chị đó thử đi. Thử đi thử, sợ gì, vàng thì không sợ lửa. Ủa, mà hai cưng lễ gì trong nhà này vậy? Sao chị Vy đứng đây mà hai đứa ngồi đó? Trời đất ơi, đứng dậy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đứng dậy đi làm việc. Trời đất ơi, chén nước gì chưa rửa chưa? Đi rửa chén đi, nhanh lên, nhanh lên. Con bé này rửa chén, con bé này dọn dẹp chỗ này đi nghe chưa? Lười biếng gì hết trơn à, y như hai cái hũ mắm treo đầu giường á. Làm việc nhanh lên. Được à, được à. Dạ. Nhà này phải có một người như vậy chứ không thôi hai đứa này nó lờn mặt hết. Ủa cưng. Dạ. Sách gì nhiều vậy? Trời ơi chị ngồi đi chị. Nè nha, em đem nhiều thứ lên lắm. Bông điên điển nè chị, mắm cá linh nè chị. Trời ơi, hai cái này mà kết hợp với nhau hả? Hết sảy luôn. Trời ơi, nhiều lắm, một bịch mắm luôn. Em đem cả một bộ sưu tập mắm lên cho chị ăn luôn. Ôi, em làm hết hả? Dạ đúng rồi. Hay quá ta. Mà ăn được không đó? Chị này, được chứ. Em ha, em có một cái ước mơ. Sau này em sẽ để dành tiền tiết kiệm trong khoảng thời gian em làm Oxin nha. Em sẽ đầu tư mở một nhà hàng mang tên là Mắm Lượng. Mắm Lượng. Cười cái gì? Cười cái gì? Nhìn người ta vậy mà người ta có hoài bão. Còn hai cô nhìn lại hai cô đi, không có làm được cái trò trống gì hết trơn á. Em. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Chị nhận. Nhưng mà nói nghe nè, em cứ trừ vô tiền tiêu vặt của chị với việc thi và đào đào. Ủa, chi vậy chị? Chị kêu làm cho nhà mình ăn mà, sao tự nhiên chị trừ tiền của tụi em? Không có cái chuyện đó nữa. Nhà này bây giờ tất cả mọi người đều hưởng dịch vụ như nhau mà đúng không? Thì trừ cũng phải trừ tiền ngang nhau chứ. Nhưng mà... không có nhân nhịn gì hết. Bây giờ nếu mà không tính tiền á là tôi khấu trừ vào cái tiền tiêu vặt hàng tháng của hai đứa đó. Ok. Đưa đồ ra cho tôi. Cảm ơn. Chị Vy dạo này chị bị sao á? Cái đồ thùng rỗng mà kêu to vậy mà kêu là Oxin tài năng đội Oxin số 1 rồi. Kiểu này tôi phải lấy máy quay tôi quay lại mét chị Vy. Đúng rồi đó, mét chị Vy, hay nhất là mét chị Vy luôn. Gì đó, nè nè nè, đứng nó to nhỏ cái gì? Chị Vy, chị lượm á chị Vy. Nãy giờ chị mày không thấy hả? Không thấy hả? Người ta đang làm việc chăm chỉ vậy mà mét cái gì? Đứng đây nè, không biết phụ hả? Được. Dạ. Lại đây. Dạ. Bắt đầu ngày hôm nay, tôi sẽ áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng. Hả? Hả gì?
mọi chi phí trong nhà này đều phải được tiết kiệm tối đa, trừ những chi phí cần thiết. Còn lại các chi phí khác thì tôi yêu cầu tất cả mọi người đều phải cắt xén hết cho tôi. Thôi tiêu mình rồi, chắc là chị cắt giảm mình luôn á. Ai mua sắm chi tiêu cái gì thì cũng phải xuất hóa đơn lại cho tôi, để cho ba và chú Tùng của mấy người về tôi còn có cái để đối chiếu. Ủa chị, mà sao tự nhiên chị cắt nửa chi tiêu chi vậy? Tháng nào ba em cũng gửi tiền về mà, tiết kiệm chi chị? Trong nhà này ba cô và tôi là người có quyền nhất trong căn nhà này, nhưng mà ba cô đi vắng rồi. And ý tôi là ý trời lớn. Dạ, ủa chị cắt của em luôn hả? Chị em mới làm mấy ngày em chưa có lương gì hết trơn, không có đồng nào hết trơn. Ủa chị cắt tóc của em nè, chứ em không có gì hết trơn á. Nó cắt gì đâu, có tật giật mình hả? Tôi phải xem xét lại tình hình tiết kiệm của nhà này, rồi tôi mới coi có nên cắt xén cô hay không. Vậy là chị không có cắt của em hả chị? Em chưa bị lính hết hả chị? Em cảm ơn chị. Nhưng tôi yêu cầu cô quan sát theo dõi và báo cáo tình hình tiết kiệm của các thành viên trong căn nhà này và báo lại với tôi. Dạ, em sẽ cố gắng. Ôi giời ơi, cái ngày gì mà đến con ruồi cũng không thèm vào quán. Chỉ có hai cái con chuột xanh ám quẻ từ sáng đến giờ. Chắc đóng cửa quán về quê làm ruộng quá. Chú Phượng, chào chà. Ghê nhỉ. Chấm thì chấm. Chà đấy. Học đòi người lớn cũng ly. Tóm lại hôm nay có chuyện gì mà hai đứa sang đây ám từ sáng đến giờ? Thì chị Vy á chú. Hồi trước có ba Tùng của con á, chăm sóc con với việc thiên có sao hết á. Tự nhiên bây giờ ba Tùng đi xong rồi chỉ đì hai đứa con à. Đì là đì như nào? Trời ơi chú ơi, nói đì vậy thôi chứ còn nhiều chuyện kinh khủng hơn vậy nữa. Ta biết ngay mà, ta nhìn là ta cũng đoán ra. Rất có thể là nó đang bị... Ủa? Hai đứa qua đây ngồi với chị Vy hả? Sao sáng mới thấy tóc dài đẹp lắm mà giờ chưa lúa nữa? Sao sáng không cho em ăn gì hết trơn vậy? Sợ người này, Vy vùng nào ở đây? Ủa? Chị bị sao vậy chị? Này là chú Vượng mà. Chú Vượng hả? Nhờ chú Vượng. Là con hâm hâm giống đực đàn ông. Ủa hai đứa qua đây hả? Sáng ra ăn gì chưa? Có gì ăn không cho chị ăn cho chị đói bụng đấy. Thấy chưa, chứ nói có sai đâu. Con Vi dạo này là thay tính đổi nết, cho nên bỏ đói con bé này. Trời ơi, khổ thân con gái, có sao không? Con đói bụng sắp chết luôn rồi chú ơi. Hồi nãy hai đứa nhỏ vừa ra khỏi nhà, chị mẹ chỉ đi luôn chứ không cho bằng ăn gì hết trơn. Úi giời ơi, đúng là con bọc lột. Trời ơi, đói quá. Hành đây, hành đây, hành đây. Không còn lo đói. Wow. Ăn đi, chú mời. Trời, con cảm ơn chú Dượng nha. Ngon. Đúng rồi đó, chú Dượng nói đúng á. Chúng mình phải cùng nhau tìm cách để có thể đưa chị Vy ngày hôm qua trở về. Đúng rồi, ba đứa mình phải hợp tác để đưa chị Vy trở về. 1, 2, 3, yeah. Thế chứ, hợp sức lại. Ăn thoải mái đi đã nhá. Hôm nay không có Vy ở đây, ăn bét nhẹ. Dạ rồi. Con cảm ơn chú. Muốn ăn thêm gì cứ nói, chú mang đến tận nơi phục vụ tận răng. Nhìn mình đến nó ăn, ôi thương quá, đau xót quá, đau cõi lòng. Trời ơi, no quá rồi chú ơi.
Ngon không mấy đứa? Dạ ngon. Cảm ơn chú. Thế nhá, lần sau có đói cứ ra quán chú Vượng, chú phục vụ tận tình tận răng. Yeah. Trời đất ơi, thấy chưa, tôi nghi lắm mà. Ba đứa tụ tập qua đây ăn uống vậy đó hả? Đi về, nhanh lên. Ờ hay, về là về thế nào? Trả tiền chứ mà về. Ủa? Ừ. Trả tiền gì chú? Ừ. Nãy chú kêu tụi con ăn đi mà. Dạ. Ăn đi mà là mời cái đĩa bánh này này. Nói rõ rồi không có đưa vào bill. Còn lại tất cả những thứ này order cho sướng mồm. Sao bây giờ nói như không thế ạ? Đào Đào, có đem tiền không? Tôi mang có 50 ngàn à. Chị có mang tiền không? Không 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 không. Đừng bao giờ nói chuyện tiền bạc với mấy đứa như tôi. Chị ơi. Thiệt tình á. Dạ, bao nhiêu vậy chú Dượng? Ít thêm à, tí xíu thôi à. Trời đất ơi. Sao vậy? Lúc nào cũng đi kiếm chuyện vậy đó hả? Có ai nghĩ giùm như tôi không? Đâu phải đâu chị Vy. Tại chú Vượng dụ tụi em ăn hơi lố xíu chú bộ. Lố gì? Lố gì mà tới 1,000,000 lần? Vừa phải thôi chứ. Chị thôi đi chị Vy. Tụi em mới là người bị hãm hại nè. Mỗi tháng hở 3 tuần gửi gì chị biết bao nhiêu tiền? Mấy chục triệu. Mà chị chỉ biết đi shopping cho một mình chị thôi à. Còn bỏ đó tụi em vậy đó. Đúng rồi đó. Chị Vy lúc trước mà tụi em biết á, lúc nào cũng yêu thương tụi em hết. Còn bây giờ chị ích kỷ, tính toán chia ly. Bây giờ chị còn tiền triệu chứ gì? Để tí xíu em này đào đào về gom tiền triệu trả lại cho chị chịu chưa? Em xin lỗi chị Vy nha. Tại tụi nhỏ nó bức xúc quá nên nó mới vậy thôi. Chị đừng buồn tụi nó nha chị Vy. Thẳng thắn với nhau vậy cũng tốt. Ai rồi cũng khác mà. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Tiktok nhé.